Sáng nay, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thới Lai. Theo đó, trong đợt này sẽ có 100 suất khám bệnh miễn phí cùng phần quà được trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ trao tặng cho 200 chị em hội phụ nữ thuộc địa bàn 12 xã thị trấn của huyện Thới Lai. Tại đây, các chị em được các y bác sĩ khám tổng quát và siêu âm cũng như cấp thuốc. Được biết, tổng kinh phí cơ số thuốc khoảng 20 triệu đồng, riêng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Qua đây nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân các huyện ngoại thành còn khó khăn, góp phần động viên cũng như chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống của các hội viên hội phụ nữ.